Với khoảng 8 triệu trong tay thì các bạn có thể mua được laptop mạnh đến cỡ nào? Trước đây thì cũng có rất nhiều bạn đã từng hỏi mình là trong cái khoảng tầm giá 8 triệu con máy nào ngon nhất không để làm việc hay là sử dụng những cái tác vụ cơ bản. À, dĩ nhiên với cái tầm giá đấy thì các bạn sẽ không thể mua được những chiếc laptop có cấu hình đời mới nhất hoặc là những chiếc máy có card đồ họa rời mạnh để mà chúng ta chơi game hay làm đồ họa, mà chúng ta chỉ có thể lựa chọn được những chiếc máy line new để phục vụ những cái nhu cầu cơ bản như là học tập này, giải trí hay là văn phòng cơ bản mà thôi. Và trước đây thì những cái dòng máy này nó cũng khá là đắt đỏ. Tuy nhiên thì bây giờ đã khác. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em và đánh giá review chi tiết về một chiếc laptop trong phân khúc 8 triệu đồng. Đó chính là chiếc Dell Latitude 7390. Vậy thì nó có đáng mua hay không? Anh em hãy cùng mình khám phá ở trong video ngày hôm nay nhé. Và mình là Mạnh Linh, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi vào thiết kế của em nó trước đã. Về dòng Dell Latitude thì vẫn cái kiểu thiết kế truyền thống cả chục năm nay rồi, không có gì thay đổi quá nhiều. Với khung vỏ mạ dê chống va đập tốt cùng với màu đen nhám luôn tạo cho chiếc máy này cảm giác hài hòa, dễ chịu, trung tính, đối tượng nào thì cũng có thể sử dụng được. Với kích thước của toàn bộ thân máy chỉ là 13,3 inch, vậy nên là cái trọng lượng thì cũng được tối ưu hơn khá nhiều. Nó chỉ rơi vào khoảng 1,27 kg mà thôi. Cái trọng lượng này thì nó khá là lý tưởng cho anh em nào sử dụng máy tính hay đi công tác này hay là làm việc bên ngoài nhiều. Đặc biệt là anh em học sinh sinh viên hay là những bạn làm truyền thông social media cần một chiếc máy có tính di động cao. Khung vỏ máy thì được gia cố bằng hợp kim magie cũng khá là chắc chắn. Khi ấn vào những vùng như là bàn phím này hay là mặt A thì cái hiện tượng flex cũng rất ít xảy ra. Bản lề thì thiết kế theo dạng đơn, to bản, trải dài đến 80% thân máy. Về cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà cầm vào chiếc máy này, đó chính là nó khá là mỏng nhẹ, cứng cáp này. Bên cạnh đó thì bản lề này có thể gập mở được 180 độ cho chúng ta nhiều góc độ sử dụng hơn. Và về những cổng kết nối của máy thì đây là một chiếc máy sinh ra để phục vụ những nhu cầu cơ bản như nhu cầu làm việc văn phòng, vậy nên cũng rất đầy đủ. Các cổng kết nối của Dell Latitude 7390 thì hầu như sẽ được đặt ở hai bên. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng sạc chân tròn truyền thống, chân kim to này, một cổng USB Type-C vẫn có thể sạc được, một cổng HDMI giúp anh em có thể xuất hình, một cổng USB 3.0. Ở phía bên cạnh phải sẽ có một khe khóa Kingston, một cổng mạng LAN giúp anh em kết nối mạng nội bộ, một cổng USB 3.0 nữa, một khe thẻ microSD và một khe SIM. Bên cạnh đó có jack tai nghe kiêm micro 3.5mm để chúng ta có thể cắm tai nghe hay là cắm loa ngoài để nghe nhạc. Về cái lợi thế mà Dell Latitude 7390 mang lại về cổng kết nối, mặc dù đây là một chiếc máy khá là mỏng nhẹ, vẫn được trang bị cổng mạng LAN, vậy nên anh chị nào làm văn phòng này hay là anh chị giáo viên này thì có thể cắm mạng nội bộ vào sử dụng với tốc độ ổn định hơn mạng Wi-Fi. Ok, đấy là về những thứ bên ngoài và cổng kết nối của máy. Còn đi sâu hơn về màn hình thì thật sự là khi mà cầm vào chiếc máy này mình phải bất ngờ, bởi vì cái độ chuẩn màu cảm nhận thấy được là nó khá cao và màn hình rất là sắc nét. Về những thông số cụ thể như sau: chúng ta sẽ có kích thước là 13.3 inch, tấm nền IPS, độ phân giải là Full HD 1920x1080, độ chuẩn màu là 91% sRGB và 66% Adobe RGB, độ sáng hơn 300 nit, màn hình IPS cho góc nhìn rộng rãi, màu sắc tái tạo tốt. Một cái ưu điểm ở chiếc màn hình này đó chính là có độ chuẩn màu khá là cao như mình cũng đã chia sẻ rồi. Ở trong cái tầm giá từ 13 đến 15 triệu nếu như anh em mua những chiếc máy mới ấy thì nó cũng chỉ có độ chuẩn màu loanh quanh 65 đến 72% sRGB thôi. Tuy nhiên, cái màn hình của Dell Latitude 7390 nó có độ chuẩn màu lên đến 91% sRGB. Vậy nên nếu như anh em sử dụng với những cái tác vụ cơ bản để xem phim giải trí thì cái hình ảnh nó cũng hiển thị sống động hơn. Và bên cạnh đó, nếu như anh em làm đồ họa này, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản trên Photoshop này, nó vẫn sẽ cho ra cái màu sắc nó chuẩn nhất. Bởi vì là cái đường viền trên của máy khá là dày, vậy nên cũng sẽ được trang bị đầy đủ là webcam với hai micro đàm thoại, một micro chống ồn này giúp chúng ta có thể đàm thoại hay video call này, họp hành online thì nó cũng sẽ tốt hơn. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ đi đến một cái yếu tố mà cũng rất là quan trọng khi mà anh em tìm hiểu và vạch về laptop, đúng không nào? Đặc biệt là anh em học sinh sinh viên hay là những anh chị làm việc văn phòng này, anh chị giáo viên kế toán sử dụng nhiều, đó chính là bàn phím và touchpad của máy. Về bàn phím của Dell Latitude 7390 thì cũng không có gì đặc biệt cả, kiểu thiết kế quen thuộc mà thôi. Tất nhiên thì sẽ không có bàn phím phụ vì chiếc máy này quá nhỏ gọn. Các phím thiết kế bo cong mềm mại, khoảng cách vừa phải, phím gõ êm không bị sai lệch hay là đứt quãng. Hành trình phím thì không được quá sâu vì máy khá mỏng. Đèn nền phím màu trắng 2 cấp độ cũng được tích hợp.
giúp công việc soạn thảo văn bản ban đêm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế còn về tắc test của máy thì sao nhỉ? Mặc dù có kích thước khá là bé nhưng thiết kế vẫn rất là hài hòa, những thao tác vuốt chạm mượt mà không hề đứt quãng. Sử dụng 2 ngón hay là 3 ngón thì cũng cực kỳ dễ dàng và phản hồi khá là nhanh. Chuột trái phải thì sẽ được đặt ở phía dưới, điều quen thuộc trên những chiếc máy của người châu Á. Ở mặt C này thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một bảo mật vân tay nữa, khá là tiện lợi giúp anh em truy cập vào hệ điều hành nhanh nhất có thể. Tiếp đến là về thời lượng pin của máy thì có lẽ mình không cần bàn cãi quá nhiều, bởi vì đây là một chiếc máy cũ mà. Vậy nên thời lượng pin của nó, mặc dù là cái viên pin lên đến hơn 90% chất lượng, tuy nhiên thì vẫn cho thời gian sử dụng on screen liên tục khoảng 3 đến 4 giờ mà thôi. Anh em vẫn phải cắm sạc khoảng 1 đến 2 lần một ngày mới có thể sử dụng lâu dài được và đáp ứng đủ công việc của anh em. Ok, cuối cùng là chúng ta sẽ đi đến cái phần quan trọng nhất, đó chính là về hiệu năng và cấu hình của máy. Hiện tại phiên bản mình đang có trên tay đây, sở hữu con chip Intel Core i7-8650U và RAM là 8GB, ổ cứng là SSD 256GB. Nhưng máy vẫn có thể đáp ứng tốt những ứng dụng thiết kế đồ họa 2D như Photoshop, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản hay anh em đọc bản vẽ AutoCAD vẫn rất là mượt mà. Trải nghiệm thực tế với ứng dụng chỉnh sửa video CapCut PC, máy cho hiệu năng ổn định khi dựng video Full HD với hiệu ứng vừa phải. Thế còn nếu như anh em sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp hay là chỉnh sửa video chuyên nghiệp ấy, thì anh em biết phải làm gì đấy. Tích thêm lúa nữa để anh em mua những chiếc máy có card đồ họa rời, nó mạnh hơn thì mới có thể phục vụ được nhu cầu của anh em. Bởi vì đây là một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ, đơn thuần ấy, nó chỉ phục vụ nhu cầu học tập cơ bản hay là làm những tác vụ văn phòng trên Word, Excel, PowerPoint, Canva các kiểu mà thôi. Còn đối với Photoshop, chỉnh sửa ảnh cơ bản thì những thao tác cũng rất là mượt mà, không có hiện tượng giật lag gì khi cắt ghép hay thêm ứng cả. Còn đối với những tác vụ văn phòng cơ bản ấy thì cứ tẹt ga đi, bởi vì đây là con chip Intel Core i7-8650U, RAM là 8GB và ổ cứng là SSD 256GB, có thể nâng cấp vô tư. Vậy nên với những ứng dụng văn phòng như là Word, Excel, PowerPoint, máy vẫn cho khả năng xử lý khá là mượt mà, thậm chí là những file lớn lên đến hàng chục MB hay là 100MB thì máy vẫn có thể xử lý được ở mức cơ bản. Nên anh em hoàn toàn an tâm khi mà sử dụng chiếc máy này để làm văn phòng hay là học tập trong một thời gian dài tới nữa. Còn đối với khả năng đa nhiệm thì cũng cực kỳ tốt với Win 10 Pro và 8GB RAM. Nếu như anh em sử dụng quá nhiều ứng dụng cùng một lúc, mở vài chục tab Chrome này cùng với Word, Excel, PowerPoint hay mở cả Photoshop nữa thì anh em hoàn toàn có thể nâng cấp lên 16GB RAM để máy có thể chạy mượt như sơn siêu. Nó sẽ rơi vào khoảng 5-700k. Còn nếu như anh em mua hàng tại Laptop Thịnh Vượng thì sẽ được hỗ trợ với mức giá tốt nhất. Ok, trên đây là video đánh giá của mình về chiếc Dell Latitude 7390 với một chiếc máy trong phân khúc 8 triệu mà khá là mỏng nhẹ, chỉ rơi vào khoảng 1,2kg. Và bên cạnh đó màn hình cũng khá là sắc nét, 91% RGB. Vậy thì anh em thấy chiếc máy này có đáng giá hay không? Anh em có thể để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên cho mình xin một like, một chia sẻ video để mình có thể ra thêm nhiều video hữu ích trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video đánh giá tiếp theo.